2018 thì có hai sự kiện chính trị an ninh thu hút sự quan tâm của giới phân tích cũng như của dư luận quốc tế, đó là hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước thành viên Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO diễn ra tại Bruxelles, Bỉ và hội nghị an ninh quốc tế lần thứ 54 được tổ chức tại Munich, Cộng hòa Liên bang Đức. Ở hai hội nghị này thì những điểm nóng xung đột, những vấn đề cốt lõi trong quan hệ giữa các cường quốc trên thế giới đã được thể hiện rất rõ nét, như phác họa nên bức tranh tổng thể về cục diện thế giới trong năm 2018. Chính vì ý nghĩa đó thì chương trình Người quan sát của chúng tôi ngày hôm nay sẽ dành thời gian để phân tích về hai sự kiện này. Với hai vị khách mời đang có mặt tại trường quay vào lúc này, xin được trân trọng giới thiệu Đại tá Lê Thế Mẫu, chuyên gia phân tích chính trị quân sự quốc tế, và nhà báo Nguyễn Đăng Phát, tổng biên tập tạp chí Bạch Dương. Xin cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Và trước hết thì xin kính mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi một tổng hợp sau đây về hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước thành viên Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO vừa diễn ra tại Bruxelles, Bỉ. Ngày 14 tháng 2, hội nghị bộ trưởng quốc phòng tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã khai mạc tại Bruxelles, Bỉ nhằm thảo luận về các quan ngại của Washington đối với kế hoạch mới của Liên minh châu Âu EU về việc làm sâu sắc thêm quan hệ quốc phòng giữa các nước thành viên, cũng như mối quan hệ ngày càng trục trặc giữa Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ. Bên cạnh đó, hội nghị cũng là dịp để thảo luận về quan hệ hợp tác giữa NATO và EU, các nỗ lực mà châu Âu đã và đang thực hiện trong lĩnh vực quốc phòng, cũng như thông qua các thay đổi về cấu trúc chỉ huy của NATO nhằm đối phó với các thách thức chiến tranh thế kỷ 21, đặc biệt là chiến tranh mạng và các chiến thuật chiến tranh mới. Trong buổi họp báo sau ngày làm việc đầu tiên, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố các bộ trưởng đã có một cuộc thảo luận mang tính xây dựng và hướng tới tương lai về chia sẻ các chi phí quốc phòng. Các bộ trưởng đều nhận thấy rằng các nước đồng minh đã đạt được tiến bộ nhất định, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm để chia sẻ gánh nặng chi phí với Hoa Kỳ. Cụ thể, ông Stoltenberg cũng đã tuyên bố rằng 8 nước thành viên sẽ đạt được mục tiêu 2% trong năm 2018 này, và 15 nước khác sẽ đạt mục tiêu này từ nay đến năm 2024. Kể từ khi nhậm chức cách đây hơn một năm, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã cảnh báo các nước đồng minh NATO về việc phải đạt được mục tiêu tăng chi tiêu quốc phòng lên 2% GDP trong 10 năm tới. Bên cạnh đó, ông Trump cũng yêu cầu 28 quốc gia thành viên NATO tăng cường khả năng quân sự của mình và đóng góp nhiều hơn cho các cuộc chiến mà Hoa Kỳ tham gia. Trong một diễn biến liên quan tại hội nghị lần này, các bộ trưởng quốc phòng NATO cũng đã thống nhất chủ trương hiện đại hóa cấu trúc chỉ huy với kế hoạch thành lập Trung tâm Chỉ huy Đại Tây Dương để bảo vệ các tuyến đường biển giữa châu Âu và Bắc Mỹ. Một trung tâm chỉ huy hỗ trợ mới cũng đã được thông qua nhằm cải thiện việc di chuyển quân tại châu Âu và tăng cường khả năng phản ứng nhanh của các lực lượng bằng cách thành lập một trung tâm tác chiến để bảo vệ trước các hành động tấn công mạng tại Mons, Bỉ. Dự kiến từ nay đến tháng 6, NATO sẽ quyết định nơi đặt trụ sở của các trung tâm chỉ huy mới, cũng như nhân sự của các đơn vị này. Mối quan hệ căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ, hai thành viên quan trọng nhất trong Liên minh xuyên Đại Tây Dương này, vốn đã âm ỉ, lại càng bùng lên mạnh mẽ sau khi Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành chiến dịch nhành ô liu ở miền Bắc Syria. Nhận định về vấn đề này, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ là nước phải hứng chịu nhiều cuộc tấn công khủng bố nhất trong khối NATO, và những động thái quân sự của nước này là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ cũng cần phải hành động một cách phù hợp để tránh nảy sinh những mâu thuẫn, làm chệch hướng cuộc chiến chống tổ chức nhà nước Hồi giáo IS. Thưa Đại tá Lê Thế Mẫu, có thể thấy là cái bầu không khí của hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước thành viên NATO diễn ra trong tuần vừa qua thì đã nóng lên bởi những cái mối quan hệ về hợp tác quốc phòng giữa NATO với Liên minh châu Âu liên quan tới câu chuyện thành lập lực lượng quốc phòng riêng của EU. Vậy thì theo quan sát của Đại tá Lê Thế Mẫu thì vì sao EU lại phải thành lập lực lượng quốc phòng riêng trong khi đa số thành viên EU đều là thành viên của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương? Nhìn lại lịch sử thì chúng ta có thể thấy rằng là cái việc hình thành một lực lượng quốc phòng của châu Âu ấy, thì ý tưởng này nó đã ra đời từ năm 1948. Sau chiến tranh thế giới thứ hai thì châu Âu thành lập cái liên minh các nước Tây Âu, và ý tưởng nó càng ngày càng bức thiết khi mà tổng thống Donald Trump lên cầm quyền ở nước Mỹ. Họ cho và ông đặt khẩu hiệu nước Mỹ lên trên hết, thậm chí ông đã tuyên bố rằng là các nước châu Âu phải tự đảm nhiệm lấy cái chức năng quốc phòng của mình. Và đặc biệt là vừa qua thì Mỹ được thông qua một chiến lược quốc phòng chỉ lệ liên quốc gia, và đặc biệt là học thuyền hạt nhân ấy. Trong đó có một điểm then chốt rất đáng chú ý là gì, tức là bây giờ họ không coi chống khủng bố là vấn đề hàng đầu của nước Mỹ, mà vấn đề chống lại nước Nga và Trung Quốc. Thế thì cái này mâu thuẫn hoàn toàn quan điểm của nước châu Âu, bởi vì nước châu Âu cho rằng nước Nga không phải mối đe dọa,
đa số là cho rằng nước Nga không phải là mối đe dọa, và cái biện pháp cấm vận của Mỹ nhằm vào Nga trước hết là làm thiệt hại chính quyền nước châu Âu, chứ không phải là các nước chứ không phải là Mỹ. Vì vậy cho nên Thủ tướng Đức, Tổng thống Pháp và nhiều nguyên thủ quốc gia của nước châu Âu cho rằng đã đến lúc châu Âu cần phải tự đảm nhiệm lấy cái chức năng quốc phòng của mình. Hiện nay cái nhu cầu mà thành lập quân đội riêng của nước châu Âu là một nhu cầu hết sức bức thiết, và chủ đề này được nóng lên tại diễn đàn hội nghị bộ trưởng quốc phòng NATO trong tuần vừa qua. Vâng, cảm ơn đại tá Lê Thế Mẫu. Thưa nhà báo Nguyễn Đăng Phát, chúng ta vẫn còn nhớ cái phát biểu của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, đấy là NATO là một tổ chức đã lỗi thời rồi. Và cũng kể từ phát ngôn đó thì cái mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và NATO đã phát sinh những cái mâu thuẫn có thể nói là lớn nhất từ thời chiến tranh lạnh cho đến nay. Vậy thì những cái mâu thuẫn này đã được thể hiện và hóa giải như thế nào tại cái hội nghị bộ trưởng quốc phòng NATO vừa diễn ra? Thực ra nói thì theo tôi quan sát thì Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng không thay đổi về mặt nhận định những rủi ro, những nguy cơ đối với NATO, những cái mục tiêu của NATO. Nhưng mà nội bộ NATO thì ông đòi hỏi là cần phải có cải cách và gia tăng chi phí quốc phòng để gánh lấy cả cái trách nhiệm quốc phòng của từng nước. Thì tại hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng của NATO vừa rồi ở Bruxelles thì những vấn đề này cũng được đề cập. Tất nhiên hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng cũng là một cái hội nghị gọi là chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh vào tháng 7 tới của khối NATO thôi. Thì tất nhiên ở đây họ có những cái đề xuất. Thì một là họ đã có một cái thống nhất là cần phải cải cách một số cái cơ cấu của NATO, chẳng hạn như là lập ra điều chỉnh những cái bộ chỉ huy về mặt về Bắc Cực, bộ chỉ huy ở châu Âu, rồi là lĩnh vực an ninh mạng vân vân, những cái đó cũng là một hướng cải cách để có những cái sự đáp ứng nhất định đối với những yêu cầu của Mỹ. Đồng thời cũng nhấn mạnh là quyết tâm phải gia tăng ngân sách quốc phòng của mỗi nước lên đến mức 2% GDP của mỗi nước, thì cái đó là cái chung của NATO. Tất nhiên thì các vị Bộ trưởng Quốc phòng của NATO, nhất là Đức, cũng có những phát biểu nhấn mạnh là NATO và châu Âu cũng cần phải có những cái bước quyết định của mình, bước đi của mình, dù Mỹ có đóng vai trò lớn hay có giảm sút cái vai trò ở châu Âu, ở trong NATO, thì châu Âu và NATO vẫn phải thực hiện những cái mục tiêu của mình. Vâng ạ, xin được cảm ơn nhà báo Nguyễn Đăng Phát. Thưa đại tá Lê Thế Mẫu, một trong những cái chủ đề cũng rất nóng tại cái hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO năm nay đấy chính là cái mâu thuẫn giữa Hoa Kỳ và một thành viên của NATO chính là Thổ Nhĩ Kỳ. Vậy thì theo đại tá Lê Thế Mẫu thì cái mâu thuẫn này nó xuất phát từ đâu và nó có nghiêm trọng tới mức là Thổ Nhĩ Kỳ phải chia tay với NATO hay không? Đúng là cái mâu thuẫn và cái trong cái quan hệ giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay là đặc biệt nghiêm trọng. Bởi vì nó có một câu chuyện như này, tức là hai bên đều là thành viên của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO. Và nó nghiêm trọng đến mức là hai bên có thể là xung đột quân sự với nhau. Mà trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ ở Syria, thì cái điều 5 của NATO sẽ thực hiện như thế nào? Tức là điều 5 quy định tức là gì? Khi một thành viên NATO bị tấn công, thì coi như là tấn công vào toàn bộ Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương. Vậy thì khi mà Thổ Nhĩ Kỳ tấn công một lực lượng quân sự của Mỹ ở Syria, hay là Mỹ tấn công lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ Syria, thì viện dẫn cái điều 5 của NATO sẽ như thế nào? Và người ta cũng chưa biết giải quyết vấn đề như thế nào trong cái hội nghị thượng đỉnh NATO lần này. Và vì sao quan hệ giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ lại căng thẳng như vậy? Bởi vì xuất phát từ một chiến lược của Mỹ trong vấn đề giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria. Từ trước nay thì Mỹ luôn luôn chủ trương thực hiện là núp dưới chiêu bài trong khủng bố. Thực ra là nhằm loại bỏ Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Và năm vừa rồi thì sau khi mà IS đã bị đánh bại về phương diện về mặt tổ chức, thế thì Thổ Nhĩ Kỳ Mỹ bắt đầu chuyển sang thực hiện phương án B, phương án 2, tức là gì? Tức là sử dụng lực lượng người quốc để thành lập một nhà nước trên lãnh thổ Syria. Và Mỹ chỉ vì thế cho nên Mỹ thành lập đội quân 30.000 người nằm trên biên giới lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ, lấy lực lượng người quốc làm nòng cốt. Nếu trường hợp này xảy ra thì đây là một đe dọa cực kỳ nghiêm trọng đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Bởi vì Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng lực lượng người quốc, Đảng Công nhân người quốc là tổ chức khủng bố. Và nó đe dọa an ninh một cách sát sườn đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Chính vì vậy cho nên Thổ Nhĩ Kỳ mới phát động chiến dịch nhành ô liu ở Afrin, ở Syria, đánh vào chính lực lượng người quốc mà được Mỹ ủng hộ, trang bị vũ khí và huấn luyện quân sự ở đó. Và Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố rằng là không chỉ Afrin, mà sau Afrin là Thổ Nhĩ Kỳ còn đánh sang cái khu vực Manzip. Ở đấy là cũng có lực lượng của Mỹ và người quốc ở đấy. Cho nên có thể thấy rằng là cái quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ hiện nay đang rơi vào một cái trạng thái đường hầm không có lối thoát. Hai bên không biết giải quyết như thế nào.
Mỹ thì kiên quyết thực hiện chủ trương là thành lập một cái lực lượng, một chính phủ mới trên lãnh thổ Syria, lấy lực lượng người quốc làm nòng cốt. Còn bên này thì Thổ Nhĩ Kỳ kiên quyết tiêu diệt người quốc. Vậy thì hai bên xử lý vấn đề như thế nào? Thì hội nghị thượng đỉnh lần này không giải quyết được vấn đề đó. Cái mâu thuẫn rơi vào bế tắc. Vâng ạ, cảm ơn đại gia Lê Thương Mẫu. Thưa nhà báo Nguyễn Đăng Phát, hội nghị bộ trưởng quốc phòng NATO năm nay thì đã đạt được một cái thỏa thuận chưa từng có, đấy là thành lập khu vực tự do di chuyển lực lượng và trang bị của NATO trên lãnh thổ các nước thành viên EU và được gọi là khu vực Schengen quân sự. Vậy thì theo nhà báo Nguyễn Đăng Phát thì do đâu NATO đã phải hình thành một cái khu vực tự do quân sự? Tất nhiên cái ý tưởng mà gọi là Schengen về mặt quân sự đấy, tức là tạo điều kiện để thông thoáng trong việc di chuyển quân của NATO ở châu Âu ấy, thì cũng được đặt ra từ trước, không phải hội nghị này, mà thực ra do một viên tướng Mỹ, cựu tư lệnh lục quân của Mỹ ở châu Âu đưa ra. Và có một điều đáng chú ý nữa là cả Liên minh châu Âu, câu chuyện hôm nay đại tá Lê Thế Mẫu cũng vừa nói, Liên minh châu Âu cũng muốn thành lập lực lượng quân sự riêng, lẫn NATO cũng đều nói đến vấn đề này, tức là làm sao để cái việc di chuyển quân ở châu Âu của NATO đấy là thoáng hơn, dễ hơn. Hiện nay thì trong vấn đề này khá phức tạp về mặt thủ tục. Bây giờ ví dụ quân của NATO mà đang ở Ba Lan mà muốn di chuyển vận động sang Đức ấy, thì cũng phải thông báo rồi thực hiện một số thủ tục trước 5 ngày. Thì đối với các nước NATO thì họ cho rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến những cái mục tiêu chiến đấu, ứng xử, phản ứng của khối trong tương lai nếu có những cái rủi ro mà cần phải di chuyển quân. Đây là cái ý tưởng có ý nghĩa về mặt chính trị, hướng chủ yếu vào việc củng cố một cái quyết tâm, một cái sự thống nhất của các nước NATO, đặc biệt là trong thời gian những năm vừa qua có nhiều nước mới gia nhập NATO, đồng thời cũng là động viên và trấn an các nước thành viên mới của NATO ở Baltic, ở Đông Âu, mà thường họ hay khuấy lên cái gọi là nguy cơ đe dọa từ phía Nga đấy, thì cũng có cái phần yên tâm hơn và tin tưởng vào khối NATO. Còn để thực hiện cái này thì còn nhiều vấn đề, nhiều năm, bởi vì hạ tầng quân sự, hạ tầng cơ sở, hạ tầng giao thông ở các nước thành viên NATO hiện nay chưa đồng nhất. Và những cái vấn đề về cầu cống, về đường xá, về sân bay các nơi thì chưa phải là thực hiện được ngay. Nhưng mà mục tiêu họ đưa ra thì rõ ràng đấy là cũng phục vụ trong cái chiến lược của họ, tức là họ muốn quân đội của NATO cơ động hơn. Và hiện nay các nước thành viên đã tăng lên, hiện nay 29 nước thành viên, không gian rộng hơn. Và họ vẫn thường nói về những cái mối đe dọa, nhất là từ phía Nga, thì rõ ràng họ cũng có hướng là để tạo ra một cái không gian này để cơ động lực lượng của họ. Vâng, thưa đại tá Lê Thế Mẫu, còn liên quan đến cái nội dung về chia sẻ cân bằng chi phí trong NATO thì sao ạ? Các nước thành viên NATO đã đạt được cái đồng thuận về vấn đề này như thế nào? Thật ra thì cái vấn đề tăng chi phí quốc phòng của các nước NATO thì họ đã thống nhất vào năm 2014. Và đến mục tiêu đến năm 2024, sau 10 năm, thì tất cả các nước thành viên NATO phải tăng chi phí đồng loạt lên 2%, ít nhất 2%. Tuy là đồng thuận như vậy nhưng mà trên thực tế là vẫn chia sẻ. Chia sẻ ở chỗ thứ nhất, tức là 2% chi phí để làm cái gì? Chi vì những khoản nào? Donald Trump thì tuyên bố một cách rất rõ ràng, minh bạch, tức là gì? Tập trung chủ yếu mua vũ khí trang bị, và vũ khí trang bị đó chỉ mua của Mỹ thôi. Mà điều đó thì nó mâu thuẫn với cả nước châu Âu. Cả nước châu Âu hiện nay họ đã có chủ trương là tự nghiên cứu và phát triển các loại vũ khí và trang bị cho chính quân đội của họ. Tuy là có đạt sự đồng thuận, thế nhưng mà không cao. Theo như tôi quan sát thì họ chỉ thống nhất được khoảng từ nay năm 2024 á, thì khoảng 15 nước có thể đạt được cái mục tiêu là 2%. Và cái mâu thuẫn cơ bản nhất vẫn là vấn đề chi tiêu kỳ 2% đó vào mục đích gì. Và từ nay đến năm 2024 thì không hiểu cái xu hướng chính trị ở châu Âu sẽ diễn ra như thế nào. Quân đội châu Âu có được hình thành hay không? Lực lượng quốc phòng châu Âu sẽ như thế nào? Đấy là những vấn đề mà cần phải hóa giải tiếp theo, và có lẽ những vấn đề này sẽ được đề cập đến trong hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 7 năm nay. Vâng ạ, xin được cảm ơn đại tá Lê Thế Mẫu và nhà báo Nguyễn Đăng Phát. Thưa quý vị và các đồng chí, có thể thấy là cuộc họp của Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên NATO diễn ra trong bối cảnh nghi kỵ và bất hòa giữa các thành viên của cùng một liên minh quân sự. Chính vì vậy mà việc hóa giải những bất hòa và tăng cường niềm tin giữa các thành viên với nhau vẫn tiếp tục là mục tiêu hướng tới trong chuỗi các hội nghị của NATO để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh của liên minh này vào tháng 7 tới đây. Và xin được chuyển sang nội dung tiếp theo trong chương trình quan sát ngày hôm nay, đó là hội nghị an ninh Munich. Và trước khi trao đổi với hai vị khách mời thì kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi tổng hợp sau của chúng tôi. Từ ngày 16 đến 18 tháng 2, hội nghị an ninh lớn nhất thế giới đã diễn ra tại thành phố Munich của Đức với chủ đề thảo luận về vai trò trong tương lai của Liên minh châu Âu, mối quan hệ giữa khối này với Nga và Hoa Kỳ. Hội nghị có sự tham dự của hơn 500 đại biểu, trong đó có trên 20 nhà lãnh đạo
40 Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và 40 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến từ các quốc gia trên thế giới. Sau 3 ngày làm việc căng thẳng, đã có hàng chục cuộc thảo luận được tổ chức tại Hội nghị An ninh lần thứ 54 này về các vấn đề an ninh toàn cầu, những tác động từ dự án an ninh quốc phòng chung của châu Âu, quan hệ căng thẳng giữa Hoa Kỳ và các nước châu Âu là thành viên của NATO, vai trò của Nga trong cuộc chiến tại Syria hay chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Điều này cũng cho thấy rằng thế giới hiện còn tồn tại quá nhiều bất ổn với những thách thức an ninh không dễ để vượt qua. Cụ thể, tại Munich năm nay, Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel đã lên tiếng hối thúc Hoa Kỳ củng cố mối quan hệ đồng minh truyền thống với EU, đồng thời chỉ trích chính sách Hoa Kỳ trước tiên của Tổng thống Donald Trump. Ông Gabriel cho rằng đây không phải là thời điểm thích hợp để theo đuổi lợi ích quốc gia riêng, mà cần sự chung sức của các quốc gia trên thế giới vì một mục đích lớn hơn. Diễn ra trong thời điểm tình hình khu vực Trung Đông liên tục bất ổn, Hội nghị An ninh Munich năm nay trở thành nơi công kích lẫn nhau giữa Israel và Iran liên quan đến vụ việc một máy bay của Israel trúng tên lửa được cho là phóng từ Syria ngày 10 tháng 2 vừa qua. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định, trong trường hợp cần thiết, Israel sẽ đối phó trực tiếp với Iran. Đáp lại, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cáo buộc Israel có hành động trả đũa quy mô lớn nhằm vào các nước láng giềng. Bất chấp dấu hiệu ấm lên trong mối quan hệ giữa hai miền Triều Tiên trong thời gian gần đây, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono vẫn kêu gọi cộng đồng quốc tế duy trì áp lực với Triều Tiên để buộc Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân. Mặc dù vậy, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres lại cho rằng không nên bỏ lỡ cơ hội về một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng xung quanh chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Ông Guterres cũng cảnh báo một giải pháp quân sự sẽ chỉ gây ra hậu quả lớn. Giới quan sát nhận định, Hội nghị An ninh Munich năm nay tiếp tục là diễn đàn để thảo luận về những vấn đề an ninh lớn mà thế giới đang phải đối mặt và đề xuất các sáng kiến nhằm đối phó với mục tiêu thúc đẩy việc giải quyết xung đột một cách hòa bình. Và quan trọng nhất là các quốc gia cần có những bước đi cụ thể nhằm triển khai tất cả các tầm nhìn và ý tưởng đã nêu ra tại hội nghị năm nay. Thưa nhà báo Nguyễn Đăng Phát, ông bình luận như thế nào về những chủ đề được đưa ra bàn thảo tại Hội nghị An ninh Quốc tế Munich năm nay? Trước hết phải nói là Hội nghị An ninh Quốc tế Munich tổ chức hàng năm thì chủ đề của họ cũng khá là rộng, khá là thoáng, và thường hội nghị này là chỉ bàn thôi chứ không ra một cái thông cáo chung, tuyên bố chung và không có cái quyết định gì cả. Thì chủ đề cơ bản là những cái vấn đề an ninh ổn định cũng là truyền thống thôi ở châu Âu và toàn cầu. Tất nhiên có những cái vấn đề thời sự của từng năm, như năm nay là vấn đề bán đảo Triều Tiên, rồi vấn đề quan hệ giữa Israel, Iran, Syria, Trung Đông, rồi vấn đề chống khủng bố thì vẫn là tiếp tục là một đề tài. Rồi trong khuôn khổ hội nghị thì cũng có những vấn đề khác như là Ukraine, rồi quan hệ Nga-Mỹ, quan hệ Nga-Châu Âu. Thì nhiều vấn đề như thế, nhưng mà qua 3 ngày họp ở hội nghị này thì nổi lên mấy vấn đề cơ bản thế này. Thứ nhất là quan hệ nóng giữa Israel và Iran. Sau những cái vụ mà bắn rơi máy bay, rồi Israel cũng tuyên bố là không để cho Iran có chỗ đứng ở Syria vân vân. Thì các vị đại diện của hai nước này là phát biểu rất gay gắt và rất là căng thẳng. Thì tuy nhiên thì câu chuyện cũng dừng lại đấy, có tính chất cảnh báo nhau. Thứ hai nữa là vấn đề chống khủng bố thì được nêu chung và ai cũng thấy nguy cơ. Nhưng mà khi đề cập những vấn đề cụ thể như vấn đề ở Syria, các nhóm khủng bố, rồi vai trò của từng nước, từng quốc gia, khu vực thì cũng đầy mâu thuẫn như những năm trước đây. Và người ta chú ý nhiều đến tổng hòa lại thì mối quan hệ giữa Nga với Mỹ, Nga với châu Âu và giữa Mỹ với châu Âu. Đấy là những cái vấn đề nổi bật nhất. Và thưa đại tá Lê Thế Mẫu, đã từ lâu nay thì tại Hội nghị An ninh Quốc tế Munich, cái quan hệ giữa Hoa Kỳ và Nga luôn là một cái chủ đề rất được quan tâm. Và năm nay thì cái chủ đề này cũng làm nóng lên những cái sự thảo luận tại hội nghị. Vậy thì theo ông, cái mối quan hệ giữa Nga và Hoa Kỳ đã được thể hiện như thế nào qua cái Hội nghị An ninh Munich năm nay? Có lẽ chưa bao giờ quan hệ Nga-Mỹ lại gây một sự chia rẽ sâu sắc trong quan hệ xuyên đại Tây Dương. Nói cụ thể ra là quan hệ giữa Mỹ và các nước châu hay Mỹ và các nước NATO. Và người ta cho rằng là cái điểm nhấn nổi bật nhất của Hội nghị An ninh Quốc tế Munich năm nay chính là vấn đề chia rẽ trong mối quan hệ giữa Mỹ và các nước châu trong cái ứng xử về quan hệ đối với Nga. Trong cái tuyên bố, trong cái bài phát biểu rất đáng chú ý của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov thì có thể toát lên một cái hết sức rõ ràng, và cũng như đại tham luận của rất nhiều nhà đại biểu khác, là gì? Mỹ đang muốn biến châu Âu trở thành một chiến trường của một cuộc chiến tranh thế giới mới. Nhằm mục tiêu nào? Nhằm mục tiêu chống với Nga.
cái âm mưu này nó thể hiện bằng hành động thực tế. Thứ nhất là triển khai giáo diết triển khai lực lượng quân sự sát biên giới của nước Nga, tức là các nước Đông Âu, Baltic, Estonia, Latvia. Đặc biệt là vừa rồi trong học thuyết hạt nhân mới của Mỹ thì đưa ra một cái ý tưởng cực kỳ nguy hiểm, đấy là sẽ bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật ở trên lãnh thổ nước châu. Thứ hai là trao quyền sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật cho các lực lượng quân sự. Cái này vô cùng nguy hiểm. Cho nên là cái quan hệ Mỹ-Nga đã gây chia rẽ, người ta cho rằng là chia rẽ chưa từng có trong quan hệ giữa Mỹ về nước châu. Còn nước châu thì cho rằng là Nga không phải là mối đe dọa, bởi vì là cấm vận Nga chỉ có hại cho nước châu, chứ không phải là chỉ không có hại cho nước Mỹ. Cho nên nếu nói quan hệ Mỹ-Nga trong cả hội nghị an ninh quốc tế trong những năm gần đây thì trong năm nay có một đặc biệt, tức là nó gây chia rẽ trong mối quan hệ giữa Mỹ và nước châu. Thưa nhà báo Nguyễn Đăng Phát, cả ông và đại tá Lê Thế Mẫu thì đều nhắc đến cái cuộc khủng hoảng Ukraine. Vậy thì cái chủ đề này đã được đề cập như thế nào tại cái hội nghị năm nay? Ở cái hội nghị này ban đầu cũng có thông tin là có thể có diễn ra một cái hội nghị bốn ngoại trưởng của nhóm Normandy, tức là nhóm giúp giải quyết vấn đề Ukraine đấy, tức là Đức, Pháp, Nga và Ukraine, nhưng mà cuối cùng thì không diễn ra. Tất nhiên là lý do công khai là do Bộ trưởng Ngoại giao Đức phải về nước sớm, không họp được. Mâu thuẫn cốt lõi vẫn tiếp tục tồn tại, trong khi mà thỏa thuận Minsk năm 2015 đã có và cần phải thực hiện thì phương Tây thì đổ lỗi cho Nga, nhưng Nga khẳng định Nga không phải là một bên xung đột ở Ukraine. Nga là một nước mà giúp giải quyết các vấn đề nội bộ của Ukraine thôi, mâu thuẫn giữa miền Đông và chính quyền Kiev. Thì đấy là mâu thuẫn cốt lõi, mà nếu không xử lý được cái đó thì các bên cũng không đạt được tiến bộ. Và trong vấn đề Ukraine tại hội nghị này thì cũng có một chi tiết theo tôi đáng chú ý, tức là ở cái góc độ kinh tế của vấn đề, tức là xung quanh việc vận chuyển khí đốt của Nga sang châu Âu qua Ukraine hay là không qua Ukraine. Thì ở đây có cái dự án mà Nga cũng đã thúc đẩy và Đức đã ủng hộ, tức là xây dựng thêm cái tuyến đường ống dòng chảy Phương Bắc 2 bên cạnh cái dòng chảy Phương Bắc 1 đã có rồi, thì Nga sẽ tăng cường xuất khí đốt sang châu Âu mà trực tiếp sang Đức để từ đấy phân phối sang các nước khác. Thì vấn đề này cũng được thảo luận, và vấn đề này nếu phát triển dự án này thì được coi là gọi là bất lợi cho Ukraine, và Mỹ và Ba Lan một số nước thì rất phản đối cái dự án dòng chảy Phương Bắc 2 này, nhưng Đức ủng hộ và nhiều nước ủng hộ. Thì tại cái khuôn khổ hội nghị Munich năm nay thì cũng có bàn thảo về vấn đề này, và người ta cũng thấy là ý tưởng mà thúc đẩy cái dự án này vẫn sẽ được tiếp tục. Đại tá Lê Thế Mẫu thì sao? Ông bình luận như thế nào về cái kết quả đạt được từ cái hội nghị an ninh Munich năm nay? Thế giới đang ở cái điểm nào của sự phát triển? Đây là cái điều mà hội nghị an ninh có thể cho thế giới một thông tin như vậy. Thì hội nghị năm nay thì tôi mượn lời của cái ông chủ tịch hội nghị diễn đàn năm nay, thì ông cho rằng là thế giới đứng trước một cái nguy cơ là rơi xuống một cái cuộc khủng hoảng không đáy. Bởi vì người ta cho rằng tất cả các bên đều cáo buộc lẫn nhau, không ai đưa ra một sáng kiến gì để có thể hóa giải những cái bất đồng hay những xung đột đấy. Một cái điều người ta cảm thấy quá rõ mà tôi đang nói ở trên đấy, tức là kỳ hội nghị năm nay diễn ra trong một thời điểm thế giới hết sức phức tạp. Thế cho nên là cũng vì trong cái bối cảnh đấy, cho nên là người ta cho rằng là chưa bao giờ cái nguy cơ mà chiến tranh giữa các siêu cường là có thể nổ ra lớn như lúc này, mà thông qua hội nghị thượng đỉnh, hội nghị an ninh quốc tế Munich lần này. Cho nên là không phải ngẫu nhiên mà sau 80 năm hội nghị hiệp ước Munich đã ký kết thì thế giới đứng trước một cái hiểm họa mà theo tôi đã đến lúc tất cả quốc gia cần phải có sự nỗ lực và tiếng nói chung để hóa giải những cái điểm nóng này. Bởi vì chúng ta thấy rằng là tất cả những điểm nóng mà hiện nay có thể dẫn tới chiến tranh lớn là đều chưa có giải pháp để hóa giải. Vấn đề Triều Tiên như thế nào? Vấn đề Syria như thế nào? Vấn đề Syria hiện nay là vấn đề cực kỳ phức tạp. Vấn đề người quốc như thế nào? Vấn đề chống khủng bố như thế nào? Cho nên có thể là hội nghị an ninh lần này người ta cho rằng là chưa bao giờ cái nguy cơ xung đột giữa các nước lớn lại có thể nhãn tiền như lúc này. Đấy là điều hết sức đáng lo ngại. Mặc dù trong không khí căng thẳng như vậy, nhưng mà chúng ta cũng thấy có một tín hiệu hết sức tích cực và có thể lạc quan. Đấy là các nước châu Âu càng ngày càng nhận rõ được cái vị thế của mình và nhận rõ được cái trách nhiệm của mình đối với thế giới. Là cần phải độc lập, cần phải có một tiếng nói độc lập, cần phải tự độc lập và giải quyết là chính sách đối ngoại, quyết định số phận của mình. Tôi cho rằng đây là tín hiệu hết sức tích cực tại hội nghị an ninh quốc tế lần này. Nếu như châu Âu vẫn đi theo hướng như vậy, tức là không bị phụ thuộc vào cái sự áp đặt ý chí chính trị của nước Mỹ, thì lúc đó tình hình sẽ được giải quyết, mà theo tôi sẽ mở ra hướng giải quyết
không chỉ vấn đề châu Âu, không chỉ là vấn đề mà có thể giải quyết nhiều vấn đề khác như vấn đề Triều Tiên, vấn đề Iran, vấn đề Syria. Tôi lại thiếu gì vấn đề Iran. Cần châu Âu là kiên quyết phản đối việc ông Donald Trump là từ bỏ cái thỏa thuận Việt Nam cộng một đối với Iran. Đây là tín hiệu rất tích cực, rất đáng lạc quan, rất đáng là hoan nghênh và có thể là rất đáng hy vọng. Xin được cảm ơn đại tá Lê Thế Mẫu và nhà báo Nguyễn Đăng Phát. Thưa quý vị và các đồng chí, có thể thấy là tại Hội nghị An ninh Quốc tế Munich lần này đã diễn ra rất nhiều cuộc thảo luận về giá trị. Dù có những vấn đề không dễ tìm được tiếng nói chung, song hội nghị lần này cũng chứng kiến những tín hiệu tích cực từ cả hai bên bờ Đại Tây Dương sau những căng thẳng gần đây. Ở phần bình luận trong chương trình quan sát ngày hôm nay thì xin được dừng lại tại đây. Ở phần cuối của chương trình, kính mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi một số sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần vừa qua. Quý vị có thể xem lại chương trình tại địa chỉ website qpvn.vn. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt. Ngày 21 tháng 2, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đề xuất ý tưởng về các khóa đào tạo và trang bị vũ khí cho giáo viên nhằm ngăn ngừa các vụ xả súng đẫm máu như ở trường trung học tại Florida hôm 15 tháng 2 vừa qua, làm ít nhất 17 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Ông Trump cũng cam kết sẽ chỉ đạo sát sao việc kiểm soát súng đạn cũng như thông tin cá nhân người sở hữu súng đạn để hạn chế khả năng tái diễn các thảm kịch xả súng như trong thời gian vừa qua. Trong khi đó, tại nhiều thành phố trên khắp Hoa Kỳ, các sinh viên và học sinh đã đổ ra đường tuần hành, yêu cầu cải cách luật sở hữu súng đạn tại nước này. Theo cơ quan thống kê quốc gia ONS của Anh, tỷ lệ thất nghiệp ở nước này đã tăng từ 4,3%